vpgame.vn, shop nick nhanh chóng, an toàn, giá rẻ. Let's fight. Retreat. Trời ghê chưa? Ghê chưa? Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Ở clip này thì mình sẽ làm về vị tướng đó là Triệu Vân. Thì có rất chi là nhiều anh em bảo mình đó là làm Triệu Vân đi lên đi. Chứ thực sự rất lâu chưa lâu rồi ấy, chưa thấy là mình làm Triệu Vân đó là đi lên anh em ạ. Toàn là làm đi rừng đi. Thì để đáp ứng đó là yêu cầu của anh em thì ở clip này thì nói chung clip đặc biệt một xíu, gọi là mình làm đó là Triệu Vân đi lên anh em ạ. Thì ở trận đấu này thì có vẻ là hơi khó khăn một xíu rồi, khi mà mình phải gặp là chất tướng Lữ Bố. À, vẫn chơi được. Triệu Vân ở phiên bản hiện tại thì chiêu hái của anh em giai đoạn đầu game cực kỳ là mạnh nhá. Thứ nhất đó là giúp anh em đó là tăng 200% tốc đánh ở giai đoạn đầu game anh em ạ. Chỉ cần đầu game anh em nâng level 2 phát là đánh cực kỳ là phế, cực kỳ là đà luôn rồi. Đối đầu với Lữ Bố thì bây giờ Lữ Bố chưa lên level 2 nên là mình lại chiến nha. Chơi không? Chơi luôn này, quật luôn này. Thôi, băng trụ là điều không thể nha. Và này thì lùi lại một xíu. Thì hiện tại anh em thì có thể thấy thì Lữ Bố đang thấp máu nhá. Bây giờ thì đám lính tiến theo thì mình sẽ trước về vội, mà mình sẽ núp đấy này, cho nó lên cáo một xíu này. À, nó vẫn chưa sử dụng chiêu 1 nhưng mà mình lao ra luôn anh em ạ. Băng với cái là tốc hành và lùng ngay đó là được mang hà gục của Lữ Bố anh em. Khá là thơm tho ở giai đoạn đầu game rồi. Phá đỏ thì chắc có lẽ nó nghỉ đó là mình biến về rồi, nhưng mà xin chia buồn với anh chàng Lữ Bố. Ngon rồi, bây giờ thì về nhẹ nhàng thôi. Thì ở giai đoạn đầu game đó là tại mình bảo là ngô không nhường cho Triệu Vân đi rừng đi, tỷ lệ thẳng thấp hơn mà còn danh. Nhưng mà thực tế thì mình làm đi lén luôn anh em ạ. Nói chung cũng chả danh nhau làm gì cả ấy. Làm đi lén là hợp lý luôn anh em, đúng không? Theo yêu cầu của rất chỉ là nhiều anh em luôn. Nếu mà thấy đúng thì đừng quên để like là một combo nhẹ nhàng, like đăng ký kênh. Ai yêu quý thì cho một chia sẻ này thì càng yêu thương luôn. Thế nói đùa vậy thôi chứ, mà đúng là nói thật vậy anh em. Ok thì ôi ngồi không định làm gì vậy, bắt Lữ Bố thôi. Trời vào quất luôn kia. Ôi thôi xong rồi, mang đổi mang vây có nên hay không? Thì lính thì chưa vào trụ pháo đó, mà lính vào trụ rồi thì được ấy. Lính chưa vào trụ mà ông bắn trụ như kiểu là lính có trụ rồi. À, lính vào trụ rồi. Nói chung pha trao đổi đỏ thì lẩu anh em ạ. Mất thêm là con búa đỏ, mất khoảng thời gian phá không lên được gánh đường sông nữa ấy. Ok thì hiện tại mình đang thấy mịt tém mình và mịt tém địch giáo tránh nha. Pha này sẽ lại hỗ trợ mịt tém mình xíu nè. Ôi nhưng mà mịt tém mình lên bảng điểm số mất rồi. Mình chỉ trả thù được thôi, chứ không thể đó là cứu được anh em ạ. Nhưng thực tế thì pha đỏ mịt tém mình bị trù bắn ấy, nên là cũng không làm được gì luôn. Mà trù bắn thì thôi xong luôn ấy, đừng có nói hỏi đồ đau. Thì nói chung di chuyển xong rồi thì mình lại quay trở về pha này hack nào Lữ Bố xíu này. Mình mà chạy tiến là nó đuổi theo ấy, nó có thêm cái búa đỏ dưới chân này anh em ạ, nên là khá là khó chịu. Tuy nhiên thì mình cũng không é dài cho lắm ấy, bởi vì đáng con là cái tóc hay anh em. Thì đối đầu với Lữ Bố thì thực sự khi mà nó có chiến thân thì đừng có dài mà chơi nó nhanh nhé. Trừ khi nó mất chiến thân rồi, còn nó đáng con chiến thân thì đừng bao giờ mà dài giấy với Lữ Bố. Lữ Bố phiên bản hiện tại vẫn rất chi là khỏe anh em ạ. Nó có thêm cái búa đỏ nữa thì mình chả dài gì mà chơi nó anh em ấy. Phám nhẹ nó còn chín một phát thôi. Nó chắc là chơi hồi chiến thân rồi anh em ạ. Bởi vì nó vừa bắt chiến thân bây giờ chưa hồi mà. Bây giờ thì mình chắc có lẽ phám xong con lính này rồi mình sẽ đó lùi lại nhanh nhép. Bởi vì chơi với nó là không nên, chơi với những kẻ mạnh đâu ghế mà không nên. Thì tất nhiên rồi, clip này thì mình cũng trình bày trang về trang bị bảng ngọc và phù hiệu dành cho vị tướng đó là Triệu Vân nhanh nhép. Thì để đối đầu với Lữ Bố, một vị tướng đó là có khả năng hồi phục tốt thì chắc chắn đầu tiên đó là mình lên cho nó đáo trúi hồn rồi. Nhưng thực tế anh em đi lén vẫn lên cái đáo trúi hồn cho mình đi. Bởi vì hiện tại bây giờ những vị tướng đi lén hầu như là vị tướng nào cũng có khả năng hồi phục tốt. Ví dụ như IG này, Omen này, Tara này, Lữ Bố này, vân vân và mấy mấy toàn là chất tướng này hồi phục tốt cả anh em ạ. Đến đáo trúi hồn, mà phiên bản này thì đáo trúi hồn vẫn rất chi tốt nha anh em. Rất chi là phù hợp dành cho những vị tướng đấu sĩ anh em ạ. Thứ nhất đó là nó cộng thêm công vật lý cho anh em. Thứ hai đó là nó có giáp này anh em ạ. Thứ ba đó là nó có giảm hồi chiếu này anh em ạ. Những thứ cực kỳ là quan trọng dành cho những vị tướng đấu sĩ. Thì hiện tại bây giờ thì mịt tém địch và mịt tém mình giao tránh này, pha này lại hỗ trợ. Ôi không cứu được rồi.
nhưng không sao cả, không cứu được thì lại trả thù được. Và lùm ngay đó là màn chấm dứt và màn siêu việt đó là dành cho Vân Cá rồi. Đối với Triều Vân, ôi Lữ Bố chắc là đáng rinh rập đấy. Thì mình sẽ chọn theo hướng đó là di chuyển nhiều anh em nhé. Bởi vì đối đầu với Lữ Bố solo, với Lữ Bố thời điểm hiện tại, nếu mà nó đang còn chiến thân thì mình không thể ăn được nó anh em ạ. Nếu là ăn được nó mang đâu game rồi, bây giờ mình không đánh với nó nữa. Gọi là cho nó tức ấy. Gọi là biệt người, biệt tá. Gọi là trăm trận thì trăm thắng. Trăm trận thắng thắng thính có chứ. Nói chung thắng nhiều hơn thua là được anh em. Ok thì bây giờ thôi thì cho nó là con chim đi đi. Nói cho thì cho nó sáng, sáng mơ anh em ạ. Chứ thực sự thì thôi chả cướp được ấy. Ok thì bây giờ thì chắc có lẽ là mình sẽ phám những gì có thể phám nhá. Trừ bùa biệt thì không nên phám của rừng nha anh em. Còn ví dụ như giới này hoặc là con quái nhỏ thì anh em có thể tận dụng được. Trừ đó là giai đoạn đầu game thì anh em đừng phám, để có thể rừng mình lên level 4. Còn giai đoạn này thì anh em phám con quái nhỏ thì cũng chả sao cả ấy. Đừng có phám bùa cũng như là quá nhiều là được thôi. Fan này ơi chơi ngon đấy, lên bảng điểm số này. Ngô không đâu, quất luôn Ngô không ơi. Ngô không thấp máu rồi. Fan này thì chắc có lẽ mình sẽ lùi lại một xíu thôi. Ulti tốc biến khá là đẹp đến từ vị trí của ghi đủ. Nhưng mà tem mình thì cũng chạy được rồi. Vậy là ok rồi anh em ạ. Bởi vì tem bàn thì mất xạ thủ rồi. Lữ Bố thì cũng khá là thấp máu. Bây giờ thì mình đó là về đẹp ra lính này một xíu thôi. Vậy là quá ổn rồi anh em. Hiện tại thì lượng năng lượng của mình thì cũng khá là hạn chế. Và này thì chắc có lẽ là mình sẽ vào đẩy thì lính này lên cao và quay trở về nha anh em. Bởi vì hiện tại thì chắc chắn thì tem đi cũng gần ra rồi. Mình mà vào với lượng máu và năng lượng ít ỏi này thì chắc chắn là tem đi gánh phạt thì mình không còn đó là cơ hội để trốn thoát nữa. Nên là bây giờ thì sẽ về cái cho nó an toàn anh em ạ. Trù chưa lấy rồi cũng sẽ lấy thôi. Bởi vì Lữ Bố của tem địch thì cũng đã đó là vào trù rồi mà. Thì hiện tại bây giờ thì đang có giao tránh ở đường giữa. Mina tem mình thì khá là thấp máu rồi. Và này thì mình sẽ lên hỗ trợ tím ơi. Nhưng mà tem mình chơi được kia. Van hiện đang thả diêu tốt đấy. Van thì giai đoạn đầu game cũng khá là ổn nhá. Nên là có thể chơi được. Và này thì lên hỗ trợ tím Lữ Bố chắc chắn thì nó cũng gần ra ganh đấy. Đây đây. Bật chiến thần lên em ơi. Bật chiến thần lên anh Trang Lữ Bố ơi. Chơi luôn, quẩn luôn, đẩy luôn này, đẩy luôn trù này. Bắt quả cầu băng xương đến từ Lữ Bố này. Nhưng mà vẫn đuổi theo thôi, lùi lại. Ngô không lùi, ôi. Ngô không tem mình làm gì vậy, ôi. Đình mình thấp máu vậy. Ngô không này thì có vẻ là chơi hơi nhiệt tinh ấy, nhiệt tinh quá đa anh em ạ. Thì với chất tưởng Triều Vân thì rất cần bùa sánh. Nhưng mà đi lên thì việc đó là giành bùa sánh thì không thể rồi. Nếu là cướp được bùa sánh của tem địch thì phải gọi là cực kỳ là tuyệt vời luôn. Vì tướng nào cũng vậy, có điểm mạnh và điểm yếu của nó anh em ạ. Điểm yếu của Triều Vân ở là giai đoạn đầu game chưa phải là quá mạnh mẽ. Còn về giai đoạn về sau thì nói chung Triều Vân thì không phải bàn cãi nữa rồi. Luôn luôn là một chất tướng cực kỳ là mạnh, kể cả đó là vị tướng nào gặp Triều Vân ở giai đoạn cuối game ấy thì cũng sợ cả nha anh em. Trừ những vị tướng theo thiên hướng đó là có khả năng né đám thôi. Còn lại thì hầu như gặp là vẫn chất chỉ là sợ. Mà Triều Vân ở thế chủ động khi mà anh em lên view đồ theo thiên hướng phun đám ấy, có thể là dồn một combo đối phương bốc hơi ngay lập tức luôn ấy. Dạng sốc đám hơn cả Ngộ Không luôn anh em. Kiểu dạng vậy ấy. Triều Vân ở phiên bản hiện tại thì nói chung nó cũng có cái tăng có cái giảm nhưng mà cũng ổn anh em ạ. Vẫn là chất tướng chơi tốt bởi vì khắc phục đó là điểm yếu ở giai đoạn đầu game quá là yếu. Khi mà Triều Vân bây giờ thì giai đoạn đầu game thì tốc đánh cũng rất là ổn rồi. 200% tốc đánh luôn anh em. Và này thì chơi nhẹ Lữ Bố phát này cho nó mất chiến thân nhá. Nó mất chiến thân thì mình chạy nhá. Băng trù rồi. Pha này thì tạm biệt Lữ Bố rồi. Chạy đâu bạn ơi, chắc chắn thì lên bảng điểm số này. Và điểm hạ gục thì dành cho anh Trang Ngô Khỉ tem mình. Mình thấy thì đó là Ngô Không chơi cũng rất chết tốt đấy. Nhưng mà quan trọng nhất vẫn là hơi hổ báo ấy. Pha này thì chế ông. Nó đang con đó là 2 điểm anh em ạ. Ôi nó đang con nó nhảy được 2 lần ấy. Thế là pha này thì chắc là mình sẽ lùi lại nhá. Pha đó giáo tránh thì cũng chưa biết ai ăn ấy cả. Nhưng mà mình nghĩ mình khó ăn được nó ấy. Thì bây giờ mình làm gì tiếp theo? Anh em thấy thì mình vừa giao tránh với rừng tém đích. Rừng tém đích thì khá là thấp máu nên là mình sẽ tiến vào bùa sánh. Nhưng mình chưa ăn vội, đừng đánh núp ôi. Ông này để lỗ sai rồi, nhưng không sao cả anh em ạ. Pha này thì chắc có lẽ bắt được này. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Và một lần nữa thì Ngô Không gọi là cơ hội thân trưởng anh em ạ. Ảo thuật ra Ngô Không ăn màng quá là nhanh luôn. Bây giờ thì lượng máu của mình thì cũng khá là thấp. Kèm theo đó thì năng lượng cũng khá là hạn chế rồi. Lùi lại một xíu anh em ạ. Thì hiện tại thì thế trận thì cũng đang ngang bằng nhau thôi anh em. 15-13 đó là dành cho hai bên. Cũng khá là căng thẳng ấy. Với chất tưởng của tém mình thì giai đoạn về lễ thì cũng khá là ổn. Nói mạnh thì cũng không phải chứ vẫn ổn anh em ạ. Bởi vì díu cũng như là van hên giai đoạn cuối game thì mình không đánh giá quá cao. Nhưng mà với mình cũng như là Ngô Không thì giai đoạn lễ game tốt nhá.
Ôi thôi xong rồi, hiện tại thì anh em có thể thấy thì Ngô Không tem mình áp cá đấy anh em à. Trời trời, mới khen là Ngô Không sống, bây giờ áp cá thì toang luôn ấy. Chắc chắn trận đấu này mà Ngô Không áp cá là thua ấy. Mình nghĩ là để thắng được cực kỳ là khó luôn ấy. Bởi vì tem địch về lệch khá là khó chịu anh em ạ. Lữ Bố này. Ôi thôi xong rồi, pha này thì mình phải ăn tất cả những gì có thể ăn anh em ạ. Khi mà đồng đội áp cá, rừng áp cá này thì anh em phải phám tất cả những gì có thể phám nhá. Chứ đâu biết ra Ngô Không bao giờ vô đâu. Ôi đang múa quay cuồng 70 phép, 72 phép biến hóa mà cuối cùng là đang đứng tại một chỗ ấy. Ok thì bây giờ thì đẩy thì lính cáo. Ôi thôi xong rồi, Ngô Không. Đấy anh em thấy chưa, chỉ cần áp cá một xíu thôi, tem địch lấy lại lời thế liền ấy. Xa thủ VFP tem mình thì lên bảng điểm số rồi. Thì bây giờ thì mình làm gì thì anh em lúc này thấy thì tem mình cướp búa sánh của tem địch là 8 phút 50 giây. Thì bây giờ tâm đó là 10 phút đó là 20 giây. Thì còn búa sánh của tem địch ra thì mình sẽ cướp búa sánh của tem địch tiếp nhá. Thì khi anh em có khoảng thời gian đó là búa sánh của tem địch ra thì sẽ cực kỳ là tốt trong việc cướp bóc. Và này thì mình rình rập đấy để bắt ra tem địch này. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi. À quả cầu băng xương rồi, tạm biệt bạn này, lên bảng điểm số này. À Ngô Không vào rồi anh. Ôi thôi Ngô Không làm gì vậy, áp cá luôn à. Ờ vào rồi anh em ạ, vào rồi là ngon rồi nè. Nhưng mà hiện tại anh em có thể thấy Ngô Không chỉ cần áp cá 2 đến 3 phút hoặc là 1 đến 2 phút thôi mà tem địch lấy lại thì trận ô phát ấy. Ngon ngon ngon, chạy đâu bạn ơi, mình lên phun đá bạn ơi. Nói chung với áo su mà đừng ngắm gặp triều vấn thì tắt điện anh em ạ, không thể đó là sử dụng được tốc biến hay là sử dụng được là chiếu giật bắn lui về nữa ấy. Ôi Ngô Không áp cá vào đánh hay là vào đó là đi theo máy về anh em. Pha này mình rình đập đấy xem có bắt được ai hay không nhá. Butterfly này chơi luôn. Ôi đông đông, pha này sai rồi, sai rồi. Mình nghĩ là một hai người ăn được ái dây thêm ông ghi đú nữa, ông vào ông khủng chế phá thì thôi xong luôn. Sai rồi, có vẻ là phá đỏ thì quá sai rồi. Ngô Không áp cá không biết đã vào hay chưa anh em. Ôi Ngô Không áp cá luôn thì khó chơi, trận đấu này cực kỳ là khó chơi luôn ấy. Tem địch về lệ thì mình sợ đó là Butterfly nó vẹt được tem mình ấy. Bởi vì nó vẹt tem mình phạt thì thôi xong luôn ấy. Ngô Không không biết vào chưa biết. À chắc có lẽ vào rồi anh em ạ. Biết núp thế này thì chắc có lẽ vào rồi. Ok vào là ổn rồi. Ngô Không mình chơi thầy chơi cũng tốt mà, quan trọng là áp cá thôi chứ thầy chơi cũng ổn ấy. Nhưng mà trận đấu này mình tém mình phịt quá trời luôn. Ôi này giống đi anh em ạ. 165 rồi, phịt quá trời rồi. Ok pha này có giao tránh này, pha này lại chơi luôn anh em. Mình lên rồi, chạy đâu bạn ơi. Lúc này không bắt được là do đồng đội bàn đống đúng nhá. Này thì áo su đừng ngắm này, bị mỹ ná kéo này. Và áo su lên bảng điểm số rồi. Bây giờ thì chắc có lẽ sáng cửa búa sánh của tém địch tiếp anh em ạ. Nãy giờ thì toàn là lùng được búa sánh của tém địch ấy. Chứ không lùng được búa sánh của tém địch thì cũng khá là khó chơi ấy. Thì bây giờ mình làm gì, mình sẽ núp đấy để xem là tém địch làm gì nhá. Tém địch mà ở trong trụ thì có thể bắn trụ chơi được này. Chỉ cần SP vào phải là mình bắn trụ vào anh em ơi. Ôi ôi anh em mình rụt về rồi á. Ôi có ai hỗ trợ mình không, một màng này. Ôi thôi xong rồi. Mình thấy tém mình đống mà ai dê là không hiểu ý anh em ạ. Mình thì lao vào mà tém mình thì chạy về. Nói chung phá đổi thì 50-50 thôi, đổi được một màng thôi anh em ạ. Ngô Không hết năng lượng rồi, lui đi bạn ơi. Trận đấu này có vẻ là bắt đầu căng rồi đấy. Hiện tại thì cũng đã trải qua 13 phút rồi. Ôi thôi xong rồi, 36 kế chua là thường sạch thôi. Ai nhanh, ai chạy nhanh thì người đó thắng. Bất kể tốc hành đến từ vị trí của Van Hên. Van Hên có chạy được hay không? Van Hên thì chạy được, nhưng mà SP thì lại không chạy được mất rồi. Trận này díu tém mình chơi yếu quá. Díu hiệu ứng khống chế ít, phải bắt được sát thương chủ lực của tém địch kia. Còn díu mà vào phòng 3 bị chia đám phạt thì bây giờ khó rồi, khó để ăn rồi. Nói chung đi rừng thì mình sẽ chủ động hơn trong việc gánh ấy. Còn đi lén thì nói chung cố gắng là giai đoạn về lết này thôi. Giai đoạn này thì có thể đã chơi được thôi. Còn ở giai đoạn đầu game mà để ép được thì đi lén cũng khá là khó anh em ạ. Bởi vì dầu sao thì triều vẫn cũng cân đó là có đô. Thì bây giờ mình nhận thấy là xạ thủ của tém địch vừa thấy bóng dáng đấy này. Không biết nó có lên đây hay không này. Nó khốn thì nó chạy về, còn nó dài thì nó đó là lên đấy. Nhưng mà nó chắc có lẽ là cũng không dài đến nổi mà chạy lên đây anh em ạ. Ok thì nói chung bây giờ thì ta thân xế giá thì cũng đã xuất hiện rồi. Con rồng bào chúa thì cũng gần đó là xuất hiện rồi anh em ạ. Thì nói chung bây giờ thì cố gắng ăn những mục tiêu lớn thôi, nhưng mà không biết có ăn được hay không đó là một vấn đề. Anh em thấy thì áo su vừa đặt là cái ứng tràm ở nơi con ta thân xế giá luôn, khá là thông minh ấy. Đặt đỏ thì tém mình lờ ăn ta thân xế giá thì tém địch sẽ biết được sai anh em ạ. Bây giờ thì mình lên rinh rập để xem tém địch có ăn ta thân xế giá nhá. Mình nghĩ là gì, ôi nó đang ăn kia.
Và nay đứng đấy không biết cái ứng tràm của giáo sư có đến không biết. Ôi lữ bố nó biết rồi kia, thôi chắc có lẽ phá này lùi lại một xíu thôi anh em à. Chơi được lữ bố hay không, chơi được lữ bố hay không, tem mình đâu có hỗ trợ mình hay không. Ôi nhưng mà thôi xong rồi, phá này tem địch đông quá. Giáo sư nó giật bản phát mình lên bảng điểm số luôn. Ngô không thì đáng đó là tích cực đầy lè anh em à. Đầy lè cũng được, đầy lè cũng tốt này. Liệu có lấy được một đường lĩnh siêu cấp nào hay không ấy. Phá đổ tem mình thiếu người quá, chỉ có đó là 3 người thôi, mà 3 người toàn là mẫu giấy cái. Thôi về bạn ơi. Ngồi không tém mình chơi được nhưng hổ báo quá. Hổ báo gọi là quả hổ báo đi anh em, mà lương máu đó mà đình vào chơi ra đấy. Ra nó có quả câu bắn sướng kèm theo đó thì nó mà dồn con bó phạt. Thì thôi xong ấy, thôi rồi lừa mời luôn ấy. Khó quá, khó quá. Bây giờ thì ta thân xế giá đã xuất hiện rồi anh em à. Nhưng mà hiện tại thì anh em có thể thấy thì tém bên mình rất chi là khó. Ngô khống thì lên bảng điểm số rồi nên là bây giờ tranh chấp con ta thân xế giá thì phải gọi là quá khó. Thôi ra ăn tạm quán đua sánh. Ôi pha này bắt được giá này, thôi miễn đi bạn ơi. Đúng rồi, chạy đâu bạn ơi, quả câu bắn sướng sóng thì làm gì, bắt luôn này, ăn được cái màng chấm dứt này. Pha này bắt luôn eo su tém đích này, chạy đâu bạn ơi. Đúng rồi, phong ba hay quả đến từ vị trí của Diêu. Lên bảng điểm số pha này thì mình thấp máu lùi lại một xíu nhá. Hơn nữa thì bây giờ ghi đú của tém đích ấy thì đang đẩy trù, pha này thì mình sẽ lại bắt này. Chắc chắn thì pha này bắt được ghi đủ rồi, bởi vì mỗi mình ghi đủ thì không làm được gì bạn ơi. Con chiêu cuối không, con chiêu cuối không, chạy đâu bạn ơi, quẹt một phát đấy, lên bảng điểm số này. Trận đấu này khá là gắt anh em ạ, trải qua là 16 phút rồi nhưng vẫn chưa biết bên nào là huyến cả ấy. Nói chung những trận đấu gắt gắt thế này nó mới hay anh em, đúng không? Nó mới hấp dẫn chứ dễ quá thế nó là nham chán ấy. Nói vậy thôi chứ mình cũng chúc cho anh em leo rank thật là vui vẻ, có những trận đấu hấp dẫn và thành công nhé. Bên mình thì cũng có đó là một đường lĩnh siêu cấp làm vốn rồi. Bây giờ thì chúng cũng chưa có mục tiêu lớn nào việc lấy trù anh em ạ. Ta thân xế giá cũng chưa ra và rồng bào chuối thì tém địch là vừa ăn được. Và này thì chắc có lẽ cố gắng đẩy trù thôi, đẩy trù được thì càng tốt đấy. Nhưng mà bên mình có điểm yếu thì bây giờ ván hình không phải là quá mạnh mẽ nữa, khả năng lấy trù thì cũng khá là yếu. Bởi vì phải đứng đó là tống tâm trù mới có thể lấy được trù. Và này ôi ra tém địch được, và này chơi được lung linh lên luôn này, rừng tem địch lên bảng điểm số rồi, đấy là cơ hội dành cho tem mình. Ôi nhưng mà hệt thì lính mất rồi, hiện tại thì thể lính đang ở giữa bờ sống hệt anh em ạ. Giao tranh thì thắng lời nhưng mà không có thể lính thì cùng bằng không ấy, nên là phải đẩy thể lính lên cao đấy. Lại phải đó là lại đường ta thân để đẩy thể lính lên cao rồi. Bây giờ thì ta thân xế giá chỉ còn đó là 23 giấy nữa là ra, thì có thể nếu mà khó khăn quá ấy trong việc lấy trù thì có thể ăn ta thân xế giá nhá. Pha này thì mình làm gì đây anh em, thấy thì tém đích đang tập trung ở đường rông khá là đông. Mỗi mình đó là áo su thì mình có thể bắn trù chơi luôn nhá. Pha này bắn trù chơi luôn này, chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Vừa có đó là một điểm hạ gục, vừa có đó là thêm một đường lĩnh siêu cấp nữa, vậy là quá tuyệt vời rồi. Bây giờ thì đẩy thể lĩnh lên cao lấy thêm một đường lĩnh siêu cấp nữa thì sẽ ngon hơn này. Tém bên mình thì cũng lên bảng điểm số 2 người rồi nhưng không sao cả, tém bên địch thì cũng lên bảng điểm số 2 người luôn. Pha này thì chắc có lẽ là cố gắng ăn ta thân xế giá thôi anh em ơi. Nhưng mà trước hết ăn ta thân xế giá thì lại lùng con vô sánh của tém đích đã này. Bởi vì lượng năng lượng của mình bây giờ thì cũng chỉ còn là một nửa nữa ấy. Ôi nhưng mà anh chàng lử bố. Thôi pha này mình rút lui thôi anh em ạ. Cẩn thận là tém đích đóng người ấy. Nên là rút lui cho nó an toàn anh em, đẩy thể lĩnh lên cao thôi. Với phù hiệu dành cho triều vấn thì mình sẽ sử dụng bộ phù hiệu má tỉnh nhá. Với má tỉnh thì cái quạt chiếu cuối sẽ giảm thời gian hồi chiếu của các chiếu còn lại. Qua đó thì giúp triều vấn sẽ sử dụng chiếu thức tốt hơn. Ok, ăn cái ứng tràm của vị tướng éo xuống một phát này. Nhưng mà hiện tại bây giờ thì chắc có lẽ anh ta thân chế ra thì cũng khá là mạo hiểm. Mình thì không đi rừng anh em ạ, lượng năng lượng của mình thì cũng khá là hạn chế nữa ấy. Bây giờ mình sẽ biến về nhá, bởi vì ngô không thì đang tích cực đầy lè anh em ạ. Mình sẽ ping cho đồng đội là gần hàng ta thân chế ra ấy. Nhưng mình nghĩ khá là khó ấy, bởi vì rừng tém mình đang trên kia ấy. Về trang bị thì mình lấy những gì? Đầu tiên thì dây kiến cương kháng hiệu khống chế ấy. Tiếp đến thì món đồ giảm hồi máu rồi đao truy hôn. Tiếp đến sẽ lên cho nó phức hợp kiếm để những cú bộ sẽ thấm thốn hơn thành kiếm chỉ mang với cái nánh dưới 50% màu chiêu thêm 30% đám. Và cuối cùng giáp hồ mạnh để bảo an toàn. Thì bây giờ thì đáng thấy là có giao tranh nhưng mà tém mình đang thiếu người, đặc biệt là thiếu SP nữa anh em ạ. Nên là rất chi là khó ấy. Hiện tại bây giờ thì mình đang thấy sái của tém đích ăn ta thân xế giá này. Không biết, thấy sái yếu xú rồi, pha này mình sẽ bắt yếu xú nhá. Vào ta hàng ta thân xế giá thì rất chi là khó để ăn. Nên là mình bắt xà thủ của tém đích trước anh em ạ. Xà thủ tém địch thì gọi là bốc hơi luôn, không kịp làm gì luôn ấy. Mình mà bắt éo xù thì thôi, khỏi ban cải nữa rồi.
Bởi vì chỉ cần đừng ngắm, nó chỉ cần đừng ngắm hoặc là đừng bắn thôi. Lại bổ phạt rồi đánh thương phạt là lên bảng điểm số với biểu đồ phun đám này. Mà hiện tại thì cũng khá là khó ấy. Nói thì ăn được xào thủ của tém địch, chứ bây giờ thì hiện tại thì tém bên Minh Ngô không thấp máu rồi, không biết có kiểm soát được đó là con rồng bào chúa này hay không nữa ấy. Cố gắng kiểm soát đó là con rồng bào chúa này thì ngon này, bởi vì có con rồng bào chúa này thì thứ nhất đó là tém mình sẽ được cường hóa ấy. Kèm theo đó có nội tài của rồng này, mình thêm có thêm đó cái quyền năng nữa thì sẽ tốt hơn. Ôi để mình ăn cho bạn dìu ơi, mình bắn vào để mình ăn cho bạn cổ vàng đó là vào 6 thôi. Ok, cũng hy vọng là dìu chơi tốt hơn một xíu nữa ấy, để có thể trận đấu dễ dàng hơn anh em ạ. Cũng trải quá đó là 20 phút rồi. Bây giờ thì tém bên địch đó đặt cái ứng tràm đấy lên, chắc chắn thì tém binh bị lộ tầm nhìn hết rồi ấy. Thì bây giờ cố gắng đầy trụ, nhưng mà hiện tại thì anh em có thể thiếu xa thủ anh em ạ. Thôi từ từ anh em ơi, từ từ. Ôi mấy hôm nay hùng lưu quá rồi. Thôi xong rồi, pha này không vào được rồi. Mình ăn được đó rá của tém địch, nhưng nó đang còn giáp hùng mạnh nữa ấy. Tém bên mình thiếu xa thủ mà. Hơn nữa thì tém địch vẫn đang còn là nội tài của con rồng tiến phóng nữa. 4 đánh 5 mà băng trụ thời điểm đó thì quá là khó rồi. Thôi bây giờ thì mình sẽ về đó dẹp con rồng tiến phóng của tém địch nhá. Cắn thực sự anh em ạ. Ôi ốc chó thật. Mina tém mình chửi gì không biết, không biết chửi ai biết. Thì hiện tại bây giờ Ngô Không tém mình lại lên bảng điểm số ấy, cũng như SP thì lên bảng điểm số rồi. Bây giờ thì tém đinh thì đáng tấn công, mình phải chặt RF nhá, ván hến phải về ngay và luôn thôi. Bây giờ không về là thua luôn ấy. Tém đinh ép 5 người mà không về là thua luôn ấy. Pha này liệu có bắt được ai không? Bắt được ra tém đinh rồi này. Một mục tiêu nhưng bây giờ bị khống chế kính quá. Ôi bị ghi đủ khống chế kính quá anh em ơi. 4 người 5 đánh 1 thì làm sao chơi được. Rất may là tém mình cũng ra kịp thời đến từ vị trí của Ngô Khỉ ấy. Chơi được, díu đâu, phong ba hay quá bạn ơi. Đang còn giáp hầu mạnh kia. Liệu díu có chạy được hay không? Ôi nhưng mà không được rồi. Mina tém mình ra rồi, phải có SP anh em ạ. Trận đấu này phải có SP kia, trận đấu căng quá. Căng quá, 21 phút, 22 phút rồi, vẫn chưa win được. Có hai đường lĩnh siêu cấp rồi, bây giờ tém mình chỉ cần ăn ta thân xế giá là dễ win này. Mình mà ăn được ta thân xế giá là mình sẽ cầm là con rồng tiến phong anh em. Lên thả phạt rửa đó là cái trụ đỏ luôn. Bởi vì không cần đó là thì lĩnh em, con rồng tiến phong là lấy được trụ luôn. Thì đó là ý tưởng của mình là như vậy. Bởi vì ta thân xế giá thì chỉ còn là vài giấy nữa ra. Nhưng mà nếu cống trụ kết thúc được trận đấu thì càng tốt. Còn không cống trụ được thì có thể đó là ăn ta thân xế giá. Và đó là lấy đó là đường lĩnh siêu cấp con lại nha anh em. Còn về bảng ngọc dành cho vị tướng Triều Vân thì anh em lên cho mình như sau. Ngọc đỏ anh em lên cho mình đó là 7 viên. Đó là công vật lý xuyên giáp 3 viên tỷ lệ chỉ mang. Ngọc tím sẽ lên cho nó, đó là công vật lý và tóc chảy. Còn ngọc xanh công vật lý và xuyên giáp nhé. Thời điểm hiện tại thì chiêu 2 của anh em gọi là mặc tóc đánh 200% rồi, nên là anh em không cần lên ngọc tóc đánh cũng được anh em ạ. Ok thì hiện tại bây giờ tém bên mình thì lên bảng điểm số 2 người rồi. Nhưng mà rất may thì mình ăn được là con ta thân xế giá. Với con ta thân xế giá này thì bây giờ thì mình chỉ cần thả phạt là nó sẽ biến, đó là những con đệ tử của Tô Rô sẽ biến thành đại cá của Tô Rô ấy. Nó sẽ cương hóa đám lính thì sẽ dễ đánh hơn nhá. Bây giờ có 3 đường lính siêu cấp rồi. Nhưng mà hiện tại tém bên mình đang thiếu người nên là cũng phải cẩn thận nha anh em. Thì hiện tại bây giờ đang thấy sai. Ôi Ngô Không Hay này, phát anh Ngô Không Hay này. Ghi nhận phát anh Ngô Không Hay này, mình vào rồi kết thúc mang của rá này. Bắt luôn này. Pha này thì mình khá là thấp máu rồi. Lùi lại một xíu anh em ạ. Vẫn chưa mất, đó là cái nồi tài của cái liêm đoạt mệnh là ngon rồi. Bây giờ thả được con rồng tiến phóng rồi thì anh em thấy thì nó sẽ cương hóa cực kỳ là to luôn. Tém địch mà dẹp hết đó là mấy con lính đó thì cũng rất chỉ là mệt luôn ấy. Thì bây giờ thì ôi tưởng là được lời thì lên kết thúc luôn, ai dè là tém mình tém mình Ngô Khỉ và Dìu thì lên bảng điểm số rồi. Gắt nhá. Nhưng mà thực tế thì bây giờ tém mình có 3 đường lính siêu cấp rồi thì phần gì đánh hơn rất chỉ là nhiều ấy. Thì bây giờ mình rình rập đấy xem đó là ôi ông Văn Hến ơi, đừng bạn ơi, mình rình rập đấy xem đó là có bắt được ai không nhá. Bởi vì hiện tại thì tém địch cũng chỉ có đợt 3 người thôi, 3 đầu 3 anh em. Ba đầu ba đã chơi được này. Chơi luôn, quất luôn, đánh luôn. Nó đang có giáp hồ mạnh nhá, nên cẩn thận nó chạy mất nhá. Rồi bật cho một săn này. Chạy đâu bạn ơi, lên bảng điểm số này. Pha này lại butterfly luôn nhá. Butterfly thời điểm đâu chứ thời điểm này thì không bao giờ ăn được mình anh em ạ. Ôi, nó có đam lính làm điểm tựa. Nhưng chơi không. Vẫn có lớp giáp kìa. Chơi không, lên bảng điểm số này. Vẫn ở mình mà thấy liêm đoạt mày anh em ạ. Liêm đoạt mình cứu sống mình ấy.
Ok, thì bây giờ thì hiện tại thì tém đích đó là lên bảng điểm số đó là 2 người rồi. Thì bây giờ tém bên mình lại đủ người rồi. Kết hợp thêm là mấy con đệ tử của Toro nữa. Chơi luôn, quân luôn, mình đang còn giáp hồ mình là sờ cái gì bắn vào luôn này. Lên bảng điểm số này. Chạy đâu bạn ơi, hay quá bạn ơi. Lên bảng điểm số này, bắt luôn này, bắt luôn này. Và chắc chắn thì trận đấu sẽ kết thúc ở đây rồi. Lâu không làm cái clip đó là Kiều Vân đi lén, nhưng mà 25 phút mới win được. Đúng là cắn như đâu dài. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhé. Nếu thế hãy đừng quên để like một like, một đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần. Bye bye, chúc em luôn vui vẻ và leo rank thành công.